Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Và oh man, trong vòng 24 giờ qua đã có rất nhiều những điều đã xảy ra trên thị trường Và ngày hôm nay đây, trong video này Thuận dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn Một số những thông tin như là chuyện gì đã xảy ra Có một số bạn hỏi Thuận về thông tin liên quan tới tài cho chúng ta đã thấy Cây ngọn nến lên tới 48.168 đô ở trên sàn Binance Futures Và chúng ta cũng sẽ nói về một số những cái thông tin ngày hôm nay như là chúng ta À, nói tới những thông tin à, như là liên quan tới Amazon tôi nói những gì chúng ta sẽ nói tới thống kê quý 2 của Tesla chúng ta cũng à, sẽ nói tới những cái thông tin liên quan tới GBTC liên quan tới on chain mỗi lần mà có động tĩnh thì chúng ta muốn xem coi là on chain những cái chỉ số như thế nào chúng ta có thấy nhiều bitcoin đẩy lên sàn hay là không hay là premium thì ra sao đây sẽ là những cái thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì chúng ta đã thấy được là ngày hôm qua nó có cái sự phản ứng mạnh liên quan tới giá cả của Bitcoin. Thì chúng ta ngày hôm qua thấy được giá cả đã đi từ 34.000 mà lên thẳng tới gần như là 39.900 đô ngày hôm qua và hôm nay cách đây vài tiếng đồng hồ đã qua khỏi 40.000 đô thì à, hôm qua đó lúc mà giá cả tăng chứng mạnh đó, lúc đó là đi từ 34 tới 36 000 là thuận đang ở bên ngoài à, cho nên thuận chi nhìn thấy thông qua cái ứng dụng Coinbase và mới đầu thuận nghĩ là Coinbase có lỗi gì đó tại vì trước khi mà thuận rời khỏi nhà đó cái đó chỉ có 15 phút mà thôi thì giá chỉ có 34 000 thì thuận phải check ứng dụng như là Binance rồi phải check Gemini và tất cả đều confirm là giá đã có sự tăng trưởng mạnh lên tới 36.000. Sau đó các bạn thấy được trong thời gian ngắn thôi trong vòng 10 phút, 15 phút đã lên 37.000, 38.000 rồi lên tới các bạn thì được là gần như là 40.000 ngày hôm qua. Sau đó đi hàng ngàn một thời gian. Sáng nay đó, giá Bitcoin là một lần nữa đẩy lên tới cái mức là 40.548 trước khi mà có cái sự điều chỉnh đi xuống. Bây giờ là mức là 36.860. Thì hôm nay đó Thuận cảm thấy là trang này năng lượng. Tại vì sao? Tại vì các bạn cũng đã biết là cho dù Bitcoin đương nhiên khi mà tăng trưởng mạnh đó, thì đó là điều tốt. Nhưng Bitcoin đi xuống mạnh Thuận cũng cảm thấy là rất là lạc quan. Tại vì ít ra thì cũng có thể mua được Bitcoin với cái giá đẻ. Cái thời gian đó mà Chán nạn nhất đó là cái thời gian mà giá cứ đi hàng ngang ngày này qua ngày nọ giá cứ 32.000, 33, 31, 32, 33.000, 31.000, 32.000, 33.000, 34.000. Đó là thời gian mà thường cảm thấy là chán nhất. Khi mà Bitcoin giao động mạnh như vậy đó thì thường lại cảm thấy chàng này sức sống. Thì tôi nghĩ là nhiều bạn cũng như vậy. Và lần này đó thì Bitcoin bị nén một thời gian dài các bạn thường sau khi bung ra đó thì ít ra chúng ta cũng đã thấy được là Bitcoin cũng không làm cho nhiều bạn thất vọng Thì tuy là nhiều bạn nói được là hồi sáng nên thấy giá lên tới 40.000 Bây giờ nó xuống còn có 36.864 đô Nhất là cái thời điểm của làm video này thì nhiều bạn cảm thấy là không được vui Nhưng mà thật ra nhìn lại thì các bạn thấy được là giá Bitcoin đó đã có sự tăng trưởng nhiều ngày liên tục rồi Khi mà chúng ta nhìn vào buổi đầu của nến ngày đi Thường zoom ra các bạn thấy rõ ràng hơn thì nhìn vào biểu đồ tháng ngày các bạn thì được là bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 đó một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày sáu ngày liên tục là sáu ngọn nến xanh như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và hôm nay đó không biết là chúng ta kết thúc sẽ là xanh hay là đỏ bây giờ là màu đỏ ở mức là 36.870 nhưng mà nhiều người nói là cái đợt tăng trưởng này đó là đến từ cái tin đồn liên quan tới Amazon sẽ chấp nhận Bitcoin thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa về thông tin mới nhất tại vì chúng ta cũng đã nói về cái tin đồn này cách đây vài ngày thường không nghĩ như vậy thì thường nghĩ là chúng ta đã thấy cái sự là hồi phục lại từ từ của Bitcoin từ cái mức là xuống gần đây là xuống còn 29.200 đô cho nên cái đợt tăng trưởng này không hẳn là chỉ liên quan đến cái tin đồn của Bitcoin nhưng mà chúng ta nhìn chung thị trường đi thì đương nhiên các bạn thấy được hôm nay đó thì bitcoin là đi xuống thì đương nhiên chúng ta thấy có nhiều màu đỏ trên thị trường nhưng mà khi mà chúng ta nhìn những cái đồng lớn đó thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào đồng bitcoin đi thì thường zoom vào các bạn thấy được là bitcoin là bây giờ đó là tuy là xuống 3,2 phần trăm trong vòng 24 giờ qua nhưng mà trong vòng 7 ngày qua đã tăng gần như là 20 phần trăm 19,5 phần Ethereum cũng vậy trong vòng 7 ngày qua đã tăng gần như 20%, 19,8%. BNB thì tăng gần như là 7%, Cardano tăng 9,4% trong vòng 7 ngày qua. XRP một tuần qua thì tăng 10,5%. Dogecoin và Polkadot đều tăng hơn 10% như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì chúng ta nhìn á, thì một trong những cái yếu tố dẫn đến giá cả tăng trưởng đột ngột ngày hôm qua đó chính là cái yếu tố liên quan tới short squeeze có nghĩa là những cái lệnh short bị thanh lý lệnh short khi đánh xuống lệnh long người ta đánh lên chúng ta đương nhiên nói về những cái sản phẩm như là option hay là future hợp đồng tương lai thì các bạn thấy được là thống kê cho đến sáng ngày hôm nay đó là khi mà giá bitcoin tăng ngày hôm qua đó thì tổng cái lệnh short trị giá 955 triệu đô la đã bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua và khi bạn bị thanh lý đó thì đương nhiên là phải đóng cái lệnh đó lại và tùy theo là sàn nhiều sàn sẽ dẫn đến là các bạn thì được bitcoin được mua lại cho nên càng nhiều lệnh sốt bị thanh lý đó càng nhiều bitcoin được mua lại thì sẽ càng dẫn đến giá cả tăng lên và giá cả càng tăng lên thì dẫn đến nhiều lệnh sốt lại uh, bị thanh lý và lại mua lại cho nên các bạn thì được đây dẫn đến một cái hiệu ứng domino gọi là short squeeze dẫn đến giá cả tăng đột ngột thì chúng ta uh, thấy được đó là gần đây đó khi mà chúng ta nhìn vào một cái bài chia sẻ bởi lại uh, Dylan uh, Leclerc, thì các bạn thấy được là trên căn bản đó chúng ta thấy được là từ cái thời điểm là tháng 5 cho tới bây giờ đó chúng ta đã thấy có nhiều lệnh số càng ngày càng nhiều hơn nghĩa là những cái đường màu đỏ như các bạn nhìn thấy trên màn hình đi là những cái lệnh số futures ở trên sàn của Binance và các bạn thấy được đây là một cách nhìn khác các bạn thấy được cái đường mà màu vàng trên màn hình đó, tăng trưởng từ thời điểm là ngày 19 tây tháng 5 lúc mà giá cả xuống mạnh đó, thì càng ngày cái lệnh future càng ngày càng tăng lên và phần lớn những lệnh này là những cái lệnh short cộng vào đó nữa là chúng ta cũng đã nói tới nhiều cái thông tin như là các bạn thì thường chia sẻ rất là thường xuyên liên quan đến là những cái chỉ số on chain chúng ta thấy được là những cái lúc mà giá Bitcoin đã tăng trưởng lên từ từ nên thì không thấy dấu hiệu là có nhiều Bitcoin đẩy lên sàn Mà ngược lại chúng ta có thấy nhiều đợt là có dấu hiệu là À, thứ nhất là những người mà lưu trữ lâu dài tiếp tục tích lũy chúng ta thấy được là những cái bitcoin được bán gần đây là có nhiều chỉ số cho thấy được là đến từ những người mà vừa tham gia trong vòng mấy tháng qua chứ không phải là những đai mình những người mà ho đồ lâu năm họ vẫn tiếp tục tích lũy và không có dấu hiệu bán đó là điều mình thường đã chia sẻ trước đây và chúng ta thấy được là có nhiều lần cái số lượng lớn bitcoin và Ethereum rời khỏi sàn từ từ và từ từ thì một lúc nào đó sẽ dẫn đến cái hiện tượng như là các bạn thấy được là thứ nhất là Bitcoin khang hiếm trên sàn, thứ nhì nữa dẫn đến short squeeze thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy cái sự phản ứng mạnh của giá cả chỉ là không biết khi nào mà thôi. Cho nên nhiều khi thuận chia sẻ những cái chỉ số on chain đó, thì nhiều bạn sẽ comment bên dưới nói là như vậy tại sao mà không thấy giá tăng? thì các bạn nên nhớ là lúc nào cũng có cái độ trì hoãn giữa cái thông tin on chain với lại cái sự phản giá như là chúng ta đã nói nhiều tháng trước khi mà chúng ta thấy giá cả tăng trưởng mạnh từ tháng 10 à, của năm ngoái là thường chia sẻ với các bạn là tuy là giá cả đó trong cái xu hướng là đi hàng ngang hay là thậm chí là còn có đi xuống nữa nhưng mà chúng ta vẫn thấy Bitcoin premium được rút ra khỏi sàn càng ngày càng nhiều hơn dẫn đến cái tình trạng là các bạn thấy tới một lúc nào đó thì giá cả sẽ tăng trưởng từ tháng 10 của năm ngoái. Và trước đó nữa các bạn cũng đang nhớ là năm 2020 đó thì chúng ta có cái hiện tượng Bitcoin hai bình xảy ra vào tháng 5 thì đương nhiên hai bình xong đó thì một ngày sau đó thì có nhiều bạn đã khi mình hỏi thường là hai bình rồi sao không thấy giá lên cái vấn đề ở đây là các bạn cần phải nhẫn nại lúc nào cũng vậy sẽ có cái sự chi hoãn giữa cái hiện tượng xảy ra và cái hiệu ứng trên thị trường các bạn thấy được là thường thì chuẩn đoán là từ 6 tới 8 tháng sau khi hai bình thì giá cả sẽ tăng trưởng mạnh thì đây cũng là điều đã xảy ra trong năm 2020 Hai 20 bình tháng 5, 6 tháng sau là các bạn thấy được là khoảng chừng tháng 11 Cho đến tháng 1 của năm nay Thì đây là cái lý do tại sao mà giá cả tăng trưởng Được chia sẻ rất nhiều Có thể nhiều bạn đã đọc rồi nhưng mà thường cũng muốn tóm tắt lại cho các bạn hiểu là chuyện gì đã xảy ra Một trong những điều mà không có nhiều bài báo nói tới cũng như là không có nhiều cái sự giải thích Đó chính là liên quan đến cái hiện tượng Các bạn có nhìn thấy trên màn hình không? Đây là cái Giá cả Binance Futures và đây là Binance USDT Futures à, thì giá của Binance Futures đó chúng ta đang nhìn vào cái ngọn nến là ngọn nến 15 phút à, ngày hôm qua trong vòng một ngọn nến 15 phút thôi đã có một lần giá cả của Bitcoin đã lên tới là 48.246 thì đương nhiên một chuyên câu hỏi mà nhiều bạn hỏi thường là tại sao chúng ta thấy cái giá này ở trên Binance Futures mà chúng ta không thấy cái giá này ở trên cái sàn spot thông thường tại sao mà trên những cái ứng dụng khác không thấy mà chỉ thấy duy nhất là ở cái sàn Binance Futures mà thôi thì theo cái lời giải thích của Binance ngày hôm nay đó thì cái cơ chế hoạt động là đúng như là họ đã dự đoán không phải là một cái loại của mạng lưới gì hết chỉ là có một người nào đó đó tại vì sử dụng quá nhiều đòn bẩy khi mà sử dụng Binance Futures BTC USDT có nghĩa là cái vật mà họ dùng để mà thế chấp đó chính là USDT Thì sẽ dẫn đến khi mà giá cả tăng trưởng đó Thì cái mà họ cần phải làm hay là nếu như họ không đọc kịp mà đi thanh lý đó Thì họ phải mở một cái lệnh non Khi mà các bạn nhìn vào ở trên màn hình đó Thì trên sàn thông thường chúng ta cũng có cái lệnh mua và lệnh bán và khi nào khớp lệnh thì sẽ có cái sự kích hoạt thì các bạn thấy được là trên sàn future cũng vậy chúng ta có lệnh mua và lệnh bán đương nhiên lệnh bán lúc nào cũng sẽ có những cái lệnh cao hơn cái giá trên thị trường hiện tại nhưng mà trong cái tình hình mà giá cả có cái sự di chuyển đột biến như là ngày hôm qua thì sẽ dẫn đến là những người mà sử dụng Binance có cái đòn bẩy cao sẽ phải mở nhiều lệnh lon để mà đóng lại cái lệnh số của mình khiến cho giá cả trong thời gian có thể là tăng lên cái mức khác biệt rất nhiều so với cái mức trình sàn Đây là cái sự giải thích của sàn Binance ngày hôm nay Có nghĩa là cái giá này đó thì cái cơ chế của sàn Binance sẽ tự điều chỉnh lại để cho nó phù hợp với cái giá spot Nhưng mà điều này là cái điều xảy ra hoàn toàn theo cách hoạt động của sàn Binance Future chứ không phải là một cái lỗi gì của hệ thống hết. nhiều bạn muốn thường nói về cái đề tài này thì thường cũng chỉ chia sẻ những gì mà được chia sẻ bởi sàn Binance mà thôi. bây giờ chúng ta cũng không có nhiều bài báo nói chi tiết về vấn đề này. tôi nghĩ là cái cơ chế thực sự hoạt động như thế nào thì chỉ có sàn Binance biết mà thôi. nhưng mà ý họ nói đây là không phải là lỗi của sàn mà đây là cái hoạt động của sàn Binance Futures tại vì quá nhiều người sử dụng USDT như là đồng ổn định tether dùng làm thế chấp khi mà sử dụng những cái hợp đồng tương lai của sàn Binance thì nói tới đây đó chúng ta thấy được là hôm nay chúng ta cũng có một số những cái thông tin thì hồi sáng này vừa thức dậy đây thường đã thấy cái thông tin liên quan tới Tether và đây là một thông tin rất là phổ biến hầu như là trang web lớn nào liên quan đến crypto ngay cả những trang web liên quan đến tài chính cũng đăng thông tin liên quan tới Tether thì thông tin này được, được bắt nguồn từ đài Bloomberg nhà báo Bloomberg thì nhà báo Bloomberg đó đã ra cái thông tin là các giám đốc của công ty Tether thì đang bị bộ tư pháp của Hoa Kỳ điều tra thì đây là thông tin rất là phổ biến như thường đã nói với các bạn mới đây thì công ty Tether đã tuyên bố có nghĩa là họ đã phản ánh lại đây là cái thông tin chính thức được chia sẻ từ trang web của Tether thì họ đã tuyên bố là cái bài báo của Bloomberg đó là dựa trên những cái cáo buộc cũ đóng gói lại những cái tin phết để câu view không có chuyện này có nghĩa là đây là tin tức giả tin tức này là tin tức cũ rồi mà được đóng gói lại bởi Bloomberg để gây cái sự lo ngại trên thị trường thì đương nhiên đây là cái lời phản ảnh của Tether sau đó chúng ta lại không nghe nói tới Bloomberg phản ảnh gì lại nữa thì uh, ngoài chuyện này ra các bạn thì được là cái bài báo của Bloomberg như bài nào mà đã đọc đó thì bài báo của Bloomberg liên quan tới cái vụ mà các giám đốc của Tether đang bị bộ tư pháp Hoa Kỳ điều tra thì cũng không có đưa thông tin gì mới hơn và cái nguồn đó thì cũng không rõ ràng là họ lấy nguồn này từ đâu. Thì giờ mọi người điều cho đây là thông tin first Đến từ Bloomberg để gây sự lo ngại cho thị trường Không có cái chuyện này Ở thời điểm hiện tại Đây là thông tin cũ rồi Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái thông tin khác đi Mà không phải là, là thông tin giả Đó chính là thông tin liên quan tới Amazon Thì gần đây chúng ta cũng đã biết là Cái tin đồn càng ngày càng lớn lên Là công ty Amazon sẽ chấp nhận thanh toán Bằng Bitcoin và một số crypto khác Từ đây đến cuối năm Và năm sau sẽ có thể là Ra một token riêng cho công ty Amazon Đây là cái thông tin Được chia sẻ bởi CDAM. Thì hồi sáng này đã công ty Amazon họ đã lên tiếng phủ nhận cái thông báo này. À, họ nói là họ không có cái định là chấp nhận Bitcoin trong năm nay. Nhưng mà họ sẽ tiếp tục để mà khám phá tiền điện tử. cái mà quý để biết là gần đây công ty Amazon đã đăng báo mướn người à, để có thể giúp đỡ họ phát triển tiền điện tử ở Amazon. Thì uh, Bitcoin lúc mà thường đang bài viết này đã đang điều chỉnh xuống nhiều người nói là Bitcoin điều chỉnh xuống là tại vì cái thông tin liên quan đến Amazon cuối cùng đã xác nhận là thông tin giả chứ không phải là thông tin thật thì chúng ta thấy được là thường thì cho là đây cũng là một trong những điều mà có sự ảnh hưởng ngắn hạn nhưng mà nếu nói là trong vòng bao nhiêu ngày qua giá cả Bitcoin tăng từ 29.000 tới bây giờ là dựa trên thông tin của Amazon thì tôi không nghĩ là như vậy chúng ta bây giờ hãy nói tới cái tài liệu kế tiếp đi đây là cái tài liệu mà nhiều bạn hỏi thường nhất liên quan tới là đã có thống kê quý 2 của Tesla hay chưa thì các bạn thấy được là hiện bây giờ trên thị trường nó có rất là nhiều những cái công ty lưu trữ Bitcoin. Nhưng mà phần lớn các bạn đều không có quan tâm đến là Square thì có còn lưu trữ hay không à, Họ có bán hay không? Tại vì các bạn đều biết là những công ty kia họ mua đó thì không có ai nghi ngờ là họ sẽ bán trong cái thời gian này Nhưng mà ngược lại một trong những công ty mà nhiều bạn lo lắng đó chính là công ty Tesla. Thứ nhất, đây là một công ty lớn Có tiếng tâm. Thứ nhì nữa là họ thu mua con số không có nhỏ. Họ thu mua trước đây là 1,5 tỷ đô la và con số 1,5 tỷ đô la đó đã lên tới là 2,48 tỷ vào cuối tháng 3 Thì trong cái quý 1 của năm nay đó Nghĩa là từ tháng 1 tới tháng 3 Thì công ty Tesla đã thông báo là họ đã bán 10% Bitcoin của mình Thì lúc đó các bạn có thể nhớ là Công ty Tesla nói là họ bán tại vì họ muốn thử coi coi là khi mà bán Bitcoin đó tính thanh khoản như thế nào để họ có sự yên tâm và trong cái cuộc họp gần đây của hội nghị Bewer đó thì CEO của Tesla là Elon Musk cũng đã thông báo là bản thân của Elon Musk cũng lưu trữ Bitcoin Công ty Tesla cũng lưu trữ Bitcoin Và ngay cả công ty SpaceX cũng đang lưu trữ Bitcoin Và cả ba đó đều không có bán trong cái thời gian này Và các bạn thì được là thông tin Thì ngày hôm nay đã thông tin được chia sẻ chính thức Trong cái thống kê quý 2 đã chứng minh được Là công ty Tesla trong cái quý 2 này đó Họ không có bán nhưng mà cũng không có mua thêm Họ vẫn tiếp tục lưu trữ cái Bitcoin của họ Một trong những điều mà các bạn có thể đọc trong những bài viết này đó Nói là Tesla họ đã lưu lại trên cái sổ kế toán của họ là trừ 23 triệu đô la vì lý do là bitcoin xuống giá thì cái 23 triệu này đó là một cái tính ở trong kế toán khi các bạn có bitcoin trong ngân sách đó, thì đối với là Tesla họ coi như là một cái tài sản vô hình tài sản vô hình là một cách gọi của kế toán như mà nào mà hiểu gì kế toán cũng sẽ hiểu tài sản vô hình là những cái loại tài sản mà các bạn lưu trữ trong công ty mà có giá trị như là các bạn nói tới là những cái bản quyền như là các bạn có thể có bản quyền âm nhạc các bạn có thể là sở hữu những bản quyền video vân vân những bản quyền đó đều có giá trị và là một tài sản vô hình trên ngân sách công ty các bạn cũng có thể là có những cái hợp đồng mà có giá trị hay là các bạn cũng có thể là có những cái hợp đồng liên quan đến những cái chi nhánh là trả tiền hàng năm cho các bạn đó là những cái mà có giá trị mà gọi là tài sản vô hình Bitcoin thì đối với lại Tesla là một loại tài sản vô hình khi mà nói tới kế toán những loại tài sản vô hình này đó thì khi mà thị trường à, xuống giá đó thì có thể là trừ vào thì có thể là các bạn thấy được là một trong những cái điều mà nhiều người đã nhận ra được là khi một công ty lưu trữ bitcoin đó mà xem như là tài sản vô hình thì điều này có ảnh hưởng như thế nào đối với công ty Tesla? thì ra mà nói đây chỉ là cái cách tính ở trong kế toán mà thôi cũng không có sự ảnh hưởng gì liên quan đến thu nhập của Tesla. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua và nói tới một số những cái thông tin on chain đi, tại vì mỗi lần mà giá cái di chuyển mạnh thì chúng ta muốn biết coi là on chain có những đồng tỉnh nào thì trước hết chúng ta nhìn vào một cái chỉ số mà chúng ta đã theo dõi gần đây đó chính là chỉ số grayscale premium đây là chỉ số hiểu đơn giản đó là so sánh cái cổ phần giá cổ phần của gbtc với lại cái giá của bitcoin xem coi là sự chênh lệch là bao nhiêu và các bạn thấy được là chúng ta đã thấy cái sự chênh lệch là số âm có nghĩa là cái giá của cổ phần gbtc đó là rẻ hơn là bitcoin hiện bây giờ và các bạn có thể thấy được là từ thời điểm là ngày 12 tây tháng 7 đó chúng ta đã thấy cái dấu hiệu gì? Dấu hiệu là chúng ta đã thấy được là cái đường màu vàng này đó từ từ đã có cái sự tăng trưởng cho lên. Bây giờ cái sự khác biệt đó chỉ là trừ 5.88 mà thôi. Trong khi mà các bạn thấy được là gần đây đã có đợt trừ 21.23. Thì càng ngày đó cái sự khác biệt càng nhỏ lại và nhỏ lại Và chúng ta muốn thấy cái đường màu vàng này trở về cái vùng dương Rất là quan trọng các bạn thấy được đó là thứ nhất bây giờ đó càng ngày chúng ta lại càng thấy cái phần trăm này càng ngày càng thu nhỏ lại Bây giờ là trừ 5.88 thay vì là trước đây đó các bạn thấy được là trừ tới là 14% ngày 13 tây tháng 7 cách đây chỉ có hai tuần mà thôi Thì đây là dấu hiệu là cái nhu cầu sở hữu GBTC đã tăng lên Thì khi mà nhiều người mua thì cái sự khác biệt liên quan tới cái sự trên lệch giá cả nó sẽ thu hẹp lại Tại vì giá của GBTC sẽ tăng lên khi mà có cái nguồn cầu cao hơn Thì đây cũng là một dấu hiệu cho thấy được là cái sự hứng thú của những tổ chức đầu tư đã trở lại tại vì họ thường sẽ đi thu mua GBTC và đây là điều rất quan trọng giống như là đây là cái chỉ số dẫn đầu gì đó cho những tổ chức đầu tư tại vì nếu như mà GBTC rẻ hơn Bitcoin mà họ còn không mua thì làm sao mà họ đi mua thu mua Bitcoin được cho nên các bạn muốn thấy được là cái đường màu vàng này trở về cái dùng dương có nghĩa là cái giá của GBTC còn cao hơn Bitcoin nữa đó là cái dấu hiệu là những tổ chức đầu tư đó họ chấp nhận mua mặc dù là cái giá còn cao hơn cả Bitcoin thì có thể là họ sẽ đi thu Bitcoin trực tiếp nếu như mà cái sự khác biệt quá lớn cho nên chúng ta cũng thấy được cái đường màu vàng này trở về cái dùng dương và thứ nhì nữa đây là điều quan trọng liên quan tới Grayscale khi mà GBTC trở dùng dương có nghĩa là các bạn có thể là gửi Bitcoin vào trong Grayscale sau đó lấy cổ phần chờ 6 tháng sau bán ra là đã có lời rồi và các bạn thấy được đây là cách mà rất nhiều những cái tổ chức đầu tư đã làm trong vòng 2-3 năm qua vì lý do đó các bạn thấy được là những cái công ty như là blockfi hay là celsius rất là nhiều bitcoin đó là họ cho vay mượn để làm gì tại sao mà những người đó lại muốn vay mượn bitcoin à, không phải là vay mượn bitcoin để uh, mua uh, tài sản gì đó như là các bạn nghĩ phần lớn là họ vay mượn bitcoin Thường nghĩ là họ sẽ gửi vào trong Grayscale sau đó lấy cổ phần Grayscale chờ 6 tháng rồi sau đó là họ bán cổ phần đó trên thị trường là có lời rồi nếu như mà cái đường màu vàng này trở lên cái dùng dương đây là cái chỉ số cho tiếp tục theo dõi chỉ cần là chở về dùng dương thôi thì sẽ có cái sự thay đổi liên quan đến những tổ chức đầu tư à, họ suy nghĩ gì về thị trường này chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói về tình hình của thợ đào đi thì giá cả tăng trưởng trong vòng mấy ngày qua thì Tinh thần thời như thế nào thì trên màn hình các bạn đó đây là cái số lượng bitcoin gửi từ những cái bí thư đào lên trên những cái sàn giao dịch thì để thường chờ trang web này refresh lại các bạn sẽ thấy tình hình như thế nào thì các bạn thấy được là mặc dù là giá cả có cái sự tăng trưởng nhưng mà cái dấu hiệu thời đào bán hầu như không có các bạn thấy được là gần đây đi ngày 26 tây à, tháng 7 ngày 25 tây, 24 tây, 23 tây, 22 tây đều không có nhiều dấu hiệu. Các bạn thấy là những thanh màu đỏ này nữa, nó không có cao như là những thanh màu đỏ như là ngày 20 tây tháng 7 hay là trước đó nữa là ngày 16 tháng 7 có nghĩa là cho dù giá Bitcoin tăng trưởng nhất là ngày hôm qua tăng dư đột biến nhưng thời đào vẫn tiếp tục im lặng hoặc không có bán cái số lượng nhiều kế tiếp nữa chúng ta hãy nhìn vào cái số lượng Bitcoin gửi vào và rút ra đi thì các bạn thấy được là cả ngày hôm qua đó tình hình khá là im lặng cho đến khi chúng ta có một số những cái sự dao động giá và ngày hôm nay đây trong vòng mấy tới đồng hồ vừa qua thì cái sự uh, tăng trưởng của bitcoin trên sàn trên rút ra đây là cũng khá là dao động các bạn thấy được là chúng ta có một cái đường màu đỏ rất là dài trừ 31 000 thì nhiều người nói là 31.000 Bitcoin này rời khỏi những sàn giao dịch đó, là phần lớn là cái thông tin đến từ cái sàn Binance và nhiều người cho là cái thanh màu đỏ này đó trừ 31.000 Bitcoin này đó là phần lớn là cái sự di chuyển nội bộ của sàn Binance chứ không phải là cái dấu hiệu là người ta lấy Bitcoin ra khỏi sàn. Nhưng mà gần đây nhất các bạn thì được là một tiếng đồng hồ trước đây lúc mình làm video này đó thì lúc đó chúng ta có 9.600 Bitcoin rời khỏi sàn. Nhưng mà một tiếng trước đó chúng ta lại có 10.000 Bitcoin nạp lên trên sàn Thì thường đã đăng cái thông tin là có 10.000 Bitcoin nạp lên trên sàn Một tiếng trước đó nhưng mà ngược lại một tiếng sau đó Thì lại có 9.600 Bitcoin rời khỏi sàn Có nghĩa là bây giờ đã tinh hình trên sàn Các bạn thấy được là ngoại trừ cái đường màu đỏ này là trừ 31.000 Bitcoin Có cái cơ hội cao là đến từ sàn Binance Và đây là di chuyển nội bộ Thì ngày hôm qua và ngày ngày hôm nay đây, Các bạn thấy được là chúng ta cũng không có một dấu hiệu rõ ràng có lúc đó thì số lượng Bitcoin tăng lên, có lúc thì số lượng Bitcoin giảm xuống Nhưng mà cũng không có dấu hiệu là có nhiều người đột ngột đẩy Bitcoin lên trên sàn Đây là cái thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tài liệu liên quan tới còn bao nhiêu Bitcoin trên những sàn giao dịch đi Thì các bạn thấy được đây là thông tin mới nhất Thì một điều thú vị ở đây đó, các bạn sẽ thấy được đây là cái tài liệu của ngày hôm qua Chúng ta vẫn chưa có tài liệu ngày hôm nay Nhưng mà khi mà giá cả tăng trưởng thì các bạn thấy được là không những là chúng ta gần đây không thấy cái dấu hiệu là có nhiều Bitcoin tăng trưởng lên trên sàn như là cái thời điểm là từ ngày 18 tây tháng 4 cho đến cái thời điểm là ngày 13 tháng 6 mà ngược lại gần đây các bạn lại thấy cái sự suy giảm Bitcoin trên những sàn giao dịch và thậm chí ngày hôm qua cũng là như vậy để thuận xem coi chúng ta có xem được cái thông tin của nến giờ ngày hôm nay xem có tình hình như thế nào hay là không thì chúng ta nhìn vào đây là tài liệu của ngày hôm nay thì các bạn thấy được là tôi thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn để chúng ta nhìn vào những thông tin thì các bạn thấy được là điều thú vị đây đó là khi mà giá cả tăng trưởng đó chúng ta không thấy cái đường màu đỏ này tăng trưởng mà ngược lại đường màu đỏ này lại có xu hướng đi xuống có nghĩa là khi mà giá tăng lên đó thì không thấy có thêm bitcoin trên những sàn giao dịch mà còn thấy dấu hiệu là bitcoin rời khỏi những sàn giao dịch đây là điều rất quan trọng chúng ta À, cũng nói tới một thông tin khác nữa, đây là liên quan đến cái thông tin là những cái lệnh Futures thì như thế nào Thì các bạn thấy được đây là những cái lệnh Futures tính theo biểu đồ của nến giờ Thì các bạn thấy được là những cái lệnh Futures đó thì có cái sự tăng trưởng từ cái thời điểm là ngày 1 tháng 7 cho đến thời điểm nào, cho đến thời điểm ngày hôm qua Nhưng mà sau đó thì chúng ta lại thấy cái dấu hiệu là những cái lệnh Futures không tăng trưởng nữa Mà có cái xu hướng đi xuống có nghĩa là chúng ta đã có ít lệnh Futures hơn Thời điểm này so với lại cái thời điểm ngày hôm qua thì có thể là tại vì có nhiều lệnh đã bị thanh lý rồi thì chúng ta cũng có thể nhìn vào tài liệu liên quan tới funding rate thì để xem coi là những cái uh, trader mà sử dụng future bây giờ đó là họ long nhiều hay là short nhiều. Thì một điều thú vị đây đó, các bạn đang nhìn vào biểu đồ của nến giờ thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn còn rất là nhiều lệnh sốt ở trên thị trường. Tuy đã bị thanh lý một phần, nhưng mà các bạn có thể thấy được là tình hình đó là chúng ta thấy được là ngày hôm qua khi mà giá cả tăng đột ngột đó thì cái đường màu đỏ này vẫn là số âm. Có nghĩa là chúng ta vẫn thấy phần lớn ngày hôm qua là lệnh sốt. Và thật ra chúng ta nhìn chung đi từ các bạn thấy được là từ ngày 10 tháng 7 cho đến bây giờ là phần lớn là cái số lượng lệnh sốt nhiều hơn là lon. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới TVM đi, rồi cuối video sẽ tóm tắt lại là những gì mà thằng chia sẻ với các bạn đó có nghĩa như thế nào. Thì tình hình của TVM on chain đó thì đối với thằng nó còn nhàm chán hơn mình nữa tại vì các bạn thấy được là giá cả có có sự tăng trưởng nhưng mà chúng ta zoom vào đó từ cái thời điểm là chúng ta nhìn vào là ngày 25 tây đi hôm qua tới hôm nay thì các bạn thấy được là những cái thanh màu đỏ này đó chỉ lên xuống một chút xíu mà thôi có nghĩa là chúng ta không thấy dấu hiệu là nhiều Ethereum nạp vào hay là rút ra trong vòng 24 giờ qua rất là im lặng phần lớn ngày hôm nay đó là dấu hiệu rút ra nhưng mà không có nhiều và chúng ta nhìn vào còn bao nhiêu Ethereum trên những sàn giao dịch thì các bạn thấy rất rõ ràng là tình hình là Ethereum đã bắt đầu từ ngày 22 tây tháng 5 sau khi mà giá đi xuống từ là 4.177 xuống còn 2.099 thì từ ngày đó giá cả tuy là đi hàng ngang nhưng mà các bạn thấy được là Ethereum tiếp tục và tiếp tục mất đi trên sàn và nói tới đây đó thì chúng ta thấy được là Ethereum bây giờ đã tổng số lượng phần trăm của Ethereum đã dùng để stake Ether 2.0 đã lên tới 5,49% có nghĩa là đã lóc lại 5,49% của tất cả Ether ở trong cái hợp đồng của Ether 2.0 rồi có nghĩa là cái số lượng này đã không còn trên thị trường nữa và chúng ta thấy được là tính theo cái số lượng Ether thì là 6,41 triệu Ethereum đã được lóc lại trong cái hợp đồng Ether 2.0 thì khi nào cái số lượng Ether này mới có thể là được di chuyển thì khi nào mà chúng ta có Ether 2.0 mà thôi và có thể là còn nửa năm nữa chúng ta mới thấy được nó xảy ra và nhìn chung lại thì các bạn thấy được là những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó thì bao gồm thứ nhất là chúng ta thấy được là giá cả có cái sự tăng mạnh thì giá cả tăng mạnh đó là do chúng ta thấy cái hiện tượng short squeeze ngày hôm qua nghĩa là nhiều lệnh short bị thanh lý và ngày hôm nay thì nhiều người cho là giá cả nguội lên một chút điều chỉnh một chút liên quan tới có thể là nhiều người quá hy vọng là cái thông tin liên quan tới Amazon chấp nhận Bitcoin là tin thật nhưng mà cuối cùng thì Amazon đã nói là không phải họ chưa có ý định đó trong năm nay nhưng mà họ vẫn tiếp tục khám phá tiền điện tử thì giá bây giờ xoay quanh mức là khoảng là 37.000 đô Thì Tình hình on-chain đó thì các bạn thấy được là cái nhu cầu GBTC đã tăng lên nghĩa là đây là dấu hiệu những nhà đầu tư đã có hứng thú hơn và họ thu mua GBTC đương nhiên thường nói tới nhà đầu tư ở phố War và nhìn vào tình hình on chain đó thì thực sự nó không có gì đáng kể tình hình giá cả có cái sự di chuyển nhưng mà tình hình on chain thì cũng khá là im lặng không có dấu hiệu gì hết nhưng mà điều này cũng không phải là chuyện xấu các bạn ít ra cũng không thấy được là giá cả tăng lên sẽ khiến cho nhiều người đột ngột đẩy Bitcoin lên trên sàn để mà bán Chúng ta không thấy dấu hiệu đó Bây giờ tình hồn trang vẫn rất là ổn định Và cái dấu hiệu dài hạn thì vẫn tiếp tục thấy được là Bitcoin và Ethereum thì cứ mất đi và mất đi cho những sản giao dịch Đây là điều mình thường muốn chia sẻ cho bạn trong video ngày hôm nay thì thường hy vọng các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã Cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter hay là nếu mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thông Capital thì các bạn hãy tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những thông tin như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Margin Bybit hay là sàn Margin LMT và thì bây giờ các bạn có thể bấm vào cái nút màu vàng trên màn hình đăng ký group tín hiệu trade miễn phí để tìm hiểu thêm và những người nào mà sống ở Hoa Kỳ thì cũng có thể tham gia vào những sàn như là sàn Binance US Đây là một sự lựa chọn cho những người nào mà đang sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin Và những dịch khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi Thuần Capital ngày hôm nay Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp Tạm biệt các bạn